năm, cô dâu Ngọc Nhất sẽ duyên cùng chú rể anh hùng. Anh hùng Ngọc Nhất xin phát động bắt đầu. Thank you.
Anh chị và các bạn thân mến, như vậy theo đồng hồ đếm ngược của ban tổ chức chúng tôi cũng đã đến giờ tổ chức lễ phục quy cho năm hạnh phúc của đội bạn trẻ Ngọc Nhất và Anh Hùng trong buổi trưa ngày nay. Lần đầu tiên cho phép MC Quang Toàn và MC Minh Phú xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, đúng là trong năm thì ta chọn lấy một ngày, trong năm chọn lấy một ngày này đây, bao nhiêu năm rồi tháng chờ lễ đời hạnh phúc vui mừng từ đây. Và trân trọng kính mời quý vị chị hôm nay của mình đến với cánh cổng hoa ngày hôm nay chào mừng sự hiện diện của hai nhân vật chính, đó chính là cô dâu Ngọc Nhất, chú rể Anh Hùng. Trân trọng kính mời cô dâu, chú rể sẽ cùng di chuyển bước chân của mình lên sân khấu tình yêu để ra mắt tập thể quý vị. Vâng, xin mời. Và các bạn thân mến, như vậy trên sân khấu tình yêu đã xuất hiện hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi lễ trọng tài ngày hôm nay. Và để được bước lên đỉnh vinh quang trong buổi trưa ngày hôm nay thì cô dâu chúng ta không thể quên được những người cha, những người mẹ. Và sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện cho bên gia đình nhà gái, đó chính là anh chị của cô dâu, đó chính là anh Lò Văn Hồng và chị Lò Thị Hương, là anh chị của cô dâu Ngọc Nhất sẽ cùng đại diện cho bên gia đình nhà gái bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng đón chào bên gia đình nhà gái, xin mời. Cùng với đại diện nhà gái, trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện hoàng trai ông Lương Văn Hương và Lương Thị Dây là bố mẹ của chú rể Anh Hùng. Trân trọng kính mời hai bác di chuyển bước chân của mình lên sân khấu. Một tràng pháo tay chào đón gia đình nhà trai, vâng xin mời. Và các bạn thính giả thân mến, như vậy trên khỏi tình yêu ngay lúc này cũng có xuất hiện đầy đủ đại diện hai bên gia đình tham gia cũng như hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể cũng như hai bên gia đình tham gia sẽ cùng dành một cái cúi đầu thật sâu để cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lời chào bắt đầu. Những con tim đời bạn trẻ hòa chung một đồng, từ giờ hòa nghiệp chung sức chung lòng, chung cha chung mẹ chung bà chung ông. Và cô dâu chú rể ngày hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Trải qua những ngày tháng tìm hiểu, bao lần hẹn hò, để rồi hai bạn trẻ nhận ra ở nhau một tình yêu trong sáng, hồn nhiên và vô tư. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, có thể nói rằng tình yêu là một sức mạnh để con người chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Bởi khi chúng ta đi đến thực cùng đau khổ, có thể vứt bỏ đi mọi thứ chết của đời này, thứ duy nhất còn lại với chúng ta vẫn chính là tình yêu. Và thay lời cô dâu chú rể, thay lời gia đình, anh em tổ chức sự kiện xin phép được trình trọng thông báo tới toàn thể quý vị lễ phục quy mừng hạnh phúc trăm năm cô dâu Ngọc Nhất sánh duyên cùng chú rể Anh Hùng. Anh Hùng Ngọc Nhất xin phép được bắt đầu. Chào cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Và tiếp theo chương trình, sau đây xin mời toàn thể hồi hộp chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến một khoảnh khắc hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng chứng kiến đôi bạn trẻ sẽ cùng trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu. Xin mời hai bạn sẽ cùng tiến về phía trước một bước và sẽ cùng trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu. Xin mời. Và từ đây chú rể yêu mến mọi người có thêm một điều rằng anh hiện trao cho em chiếc nhẫn này. Tuy rằng không phải nhẫn kim cương, nhưng nó chứa tình thương dạt dào. Em yêu anh lắm phải không nào? Đưa tay đây để anh đeo nhẫn vào cho em. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Và trân trọng kính mời cô dâu sẽ trao lại chiếc nhẫn tình yêu cho chú rể ạ. Nhưng cô dâu là một người mất lời với chú rể một điều rằng anh à, em đợi ngày này từ rất lâu rồi. Từng ngày, từng giờ, từng giây phút chờ mong, luôn hiện về trong mộng. Con đường hạnh phúc luôn có anh bên cạnh. Em không cô đơn, xin được cảm ơn từng anh sẽ là của mày. Và các thân mời quý vị thân mến, như vậy đi tiếp trao những cái tình yêu của cô dâu và chú rể đã thực hiện xong,
Kể từ giờ, hai bạn đã chính thức thuộc về nhau như là dây chầu quấn lấy thân tôi. Cô dâu chú rể từ nay đã thuộc về nhau một đời. Tổng thưởng quý vị, hãy đại lên những tràng vỗ tay một lần nữa để chúc mừng cô dâu chú rể ra. Vâng, xin mời. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Và tiếp theo chương trình, sau đây xin được trân trọng kính mời mẹ của cô dâu cũng có một món quà dành cho hai con của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Chúc cho chú rể anh hùng luôn giữ vững được tay trèo của mình để đưa con thuyền tình yêu đến với bờ hạnh phúc.
chúc cho cô dâu Ngọc Nhất luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn trung thủy với người chồng của mình, để người chồng của mình hoàn thành trong mọi công việc cũng như trong cuộc sống. Một lần nữa xin được thay mặt cho hai bên gia đình và nỡ lời cho cô dâu chú rể xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của toàn thể quý vị quan khách đã bất chút thời gian vào lòng của mình để chung vui với hai bên gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa chúc quý vị và các bạn có một bữa tiệc ngon miệng và thật vui tươi. Trân trọng cảm ơn quý vị. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể hai bên gia đình tham gia sẽ cùng trở về phía dưới bàn tiệc để cảm ơn người thân của mình đã đến chung vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời.